Ok, hello cả nhà ha. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Ichimoku Club cũng như là quay trở lại với video nhận định thị trường hàng ngày của em Tính nha anh chị. Thì trước khi bước vào cái nội dung của cái video ngày hôm nay thì mọi người nhớ để lại cho em một like, một đăng ký kênh cũng như là thả giúp cho em một cái quả tim ở bên dưới phần bình luận để tăng cái độ tương tác cho video nha. Ngoài ra thì em có để cái mã QR code ở phía bên phải màn hình. Thì anh em có thể là quét cái mã QR này để có thể là tham gia vào cái room Zalo cộng đồng của em Tính ha. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Thì thị trường ngày hôm nay của chúng ta tương đối là tích cực khi mà buổi sáng ngày hôm nay nó có nhảy một cái gap lên. Thông thường em có hay nói với mọi người trong giai đoạn này á, là thị trường mà nhảy gap lên á, là kiểu gì những cái gap đó nó cũng sẽ được lắp lại, đúng không? Có thể là lắp lại trong phiên hoặc là có thể là vài phiên sau đó nó mới quay về lại nó lắp. Thì cái rủi ro của thị trường của chúng ta ở thời điểm hiện tại á, là thị trường của chúng ta còn một cái gap ở loanh quanh cái vùng là 1169. Thì em chắc chắn với anh em luôn là cái gap này kiểu gì nó cũng sẽ quay về nó lắp. Nhưng mà quan trọng là về cái vấn đề là thời gian thôi. Thì bây giờ là chúng ta sẽ có hai cái kịch bản, chúng ta sẽ có hai cái kịch bản em có nêu ra trong buổi sáng ngày hôm nay trong room khách hàng. Thì cái kịch bản đầu tiên á, là thị trường sẽ tiếp tục tăng nhưng mà không có chịu điều chỉnh ngắn hạn. Trong trường hợp này chúng ta sẽ tuyệt đối không FOMO đua theo những cái mã cổ phiếu nào đã tăng mạnh trong giai đoạn vừa rồi, đặc biệt là nhóm ngân hàng. Thì trong giai đoạn vừa rồi thì em thấy là không có cái nhóm nào tăng mạnh mà cái nhóm ngân hàng hết, cho nên nếu như mà thị trường nó có tiếp tục mà nó kéo có kéo lên mà nó không chịu điều chỉnh á, thì những cái nhóm nào mà chúng ta có điểm mua chúng ta vẫn mua được, chúng ta vẫn mua theo được. Tại vì em có nhắn mọi người là về bản chất là VN-Index vẫn có thể còn dư địa tăng được từ 3 cho đến 5 phiên nữa để hướng lên vùng 1205. Thì còn tới 3 năm cho 3 đến 5 phiên nữa để tăng lên cái vùng này thì chúng ta sẽ có hai cái kịch bản, một là không chỉnh mà đi lên luôn. Thì lúc này chúng ta có thể là tập trung mua những cái mã cổ phiếu bên nhóm Midcap có điểm mua, đúng không? Miễn sao đừng mua ngân hàng là được. Rồi kịch bản số 2 là gì? Thị trường sẽ có nhịp điều chỉnh ngắn hạn trước khi tăng lên tiếp 1205. Tuy nhiên nhịp chỉnh này sẽ không quay về 1137 như kế hoạch ban đầu nữa mà chỉ quay về tầm lanh quanh 1170 cộng trừ thôi. Trong kịch bản này chúng ta sẽ giải ngân mua cổ phiếu chỉ ưu tiên Midcap, bất động sản, chứng thép hoặc các mã VN30 chưa tăng nhiều, ví dụ như là Vinhome hay là Gas hay là Masan. Tuyệt đối không mở vị thế mua mới đối với cổ phiếu ngân hàng. Anh chị em nào có ngân hàng thì có thể là nắm giữ được hoặc có thể là đánh trading T0 nếu thích. Nhưng không có ngân hàng thì giai đoạn này không nên mua mới nữa. Đó. Thì cái đó là cái nhận định đầu phiên của em. Thì em nhận định chung rằng là cái nhận định chung của em là gì? Là thị trường có thể là tăng lên cái vùng 1205, còn dư địa tăng từ 3 cho đến 5 phiên nữa thì có thể là tăng lên luôn hoặc là chỉnh rồi mới tăng. Thì ngày hôm nay thị trường lại lựa chọn đi theo cái kịch bản số 2 là có những cái nhịp rung lắc rồi mới tiếp tục đi lên. Thì cái vùng sâu nhất mà ngày hôm nay thị trường chạm về đó chính là 1175. Nó cũng tiệm cận với lại cái vùng em đề ra với mọi người là 1170 cộng trừ. Tại sao lại là 1170 cộng trừ? Tại vì đó chính là cái gap này. Thì em lấy cái vùng gap này em làm tham chiếu thì nó có thể nó sẽ test về lăn quanh cái vùng này là thị trường nó sẽ lại tiếp tục đi tiếp. Tại vì trong giai đoạn này anh em thấy rằng là thị trường rõ ràng là nó rất là khỏe, đúng không? Rõ ràng rất là khỏe và nó chưa sẵn sàng để nó có một cái cú điều chỉnh thật sự. Thì em nghĩ rằng là có thể là dư địa của thị trường có thể là tăng hết tuần này 3 đến 5 năm phiên, có nghĩa là có thể là tăng hết tuần này nhưng bắt đầu qua tuần sau là khách sạn khung daily bắt đầu mở ra. Khách sạn là daily bắt đầu mở ra nha anh em, tuần sau là khách sạn daily bắt đầu mở ra thì lúc đó thị trường mới có thể là điều chỉnh. Điều này có nghĩa là cái tuần trước Tết á, cái tuần cuối cùng trước Tết á, có thể là sẽ là cái tuần điều chỉnh chứ không phải là tuần này. Tuần này thị trường vẫn có thể là tiếp tục lên, cho nên chúng ta có thể tận dụng những cái nhịp này để chúng ta đánh ngắn hạn vẫn được. Thì ngày hôm nay lúc mà thị trường nó rung lắc nó điều chỉnh thì em có khuyến nghị mọi người vào những cái mã cổ phiếu như sau. Ngày hôm nay có mua Hòa Phát, đúng không? Kể cả anh em nào mua mới em cũng khuyến nghị mua mới trong ngày hôm nay. Rồi có hàng sẵn từ đợt trước thì có thể là mua gia tăng thêm, tại vì Hòa Phát là room em đã mua từ cái giai đoạn là đợt trước đây, từ giai đoạn 14 tháng 12 mà em vẫn chưa có báo bán, đúng không? Mua Hòa Phát vùng 27 cộng trừ 0.2 thì cái lệnh này là em chưa có báo bán, cho nên là anh em nào mà còn đi theo em từ cái lệnh đó, còn hàng từ cái lệnh đó thì mua gia tăng thêm ngày hôm nay, còn không thì có thể là mua mới, mở mua mới đối với Hòa Phát ha. Tại vì Hòa Phát ngày hôm nay là nó vừa cản tuần nha anh em, theo Ichimoku là nó vừa cản tuần. Tuy nhiên thì nếu mà muốn uy tín chính xác thì cái cây nến tuần này nó phải nằm trên 28 luôn. Thì cây nến tuần này của Hòa Phát mà nằm trên 28 thì cái target tiếp theo của Hòa Phát nó sẽ lên lại cái vùng 29 cho tới 29.4 ha. Thì đó cũng sẽ là cái target ngắn hạn cho Hòa Phát. Còn về mặt trung hạn thì em nghĩ là Hòa Phát nó sẽ từ từ nó sẽ đi lên lại những cái vùng ở trên này, có thể là 3x ha, nó sẽ đi lên lại cái vùng 3x. Có nghĩa là kiểu gì thì kiểu thì con Hòa Phát này kiểu gì nó cũng sẽ vượt ở đây. Thì tất nhiên là đó đó là về cái mặt trung hạn. Còn về cái mặt ngắn hạn thì trước mắt là nó sẽ lên lại cái vùng đỉnh cũ này trước. Thì ai đánh ngắn hạn thì lên đây chốt bớt, còn không thì cứ nắm giữ trung hạn bình thường. Tại vì Hòa Phát em thấy bắt đầu có dòng tiền lớn vô, cho nên em nghĩ rằng là đối với cá nhân em nha thì em sẽ nắm giữ Hòa Phát trung hạn chứ em sẽ không có đánh ngắn hạn đối với Hòa Phát. Có những cái mã cổ phiếu mà chúng ta nên đánh trung hạn, em lấy ví dụ đi, thép thì có Hòa Phát đúng không, chứng khoán thì có SSI hoặc là những cái mã cổ phiếu như VND vân vân, VIX hay là VCI đó. Thì những cái mã cổ phiếu này em nghĩ là anh em nên đánh trung hạn, tại vì con SSI này sắp tới nó sẽ còn câu chuyện phát hành thêm nữa. Chúng ta đánh những cái mã cổ phiếu chứng khoán trong năm nay á
là chúng ta đánh vì cái tiềm năng triển vọng của nhóm chứng khoán là cái thứ nhất, và chúng ta đánh vì cái phát hành thêm là cái thứ hai. Cho nên những cái mặt cổ phiếu chứng khoán giai đoạn này, anh em nào mà có những cái vị thế tốt á, tốt nhất là anh em nên giữ những cái vị thế đó và nắm giữ cho trung hạn để chúng ta chuẩn bị cho những cái cuộc phát hành thêm sắp tới của các công ty chứng khoán ha. Đó, thì đó là những cái mã đánh trung hạn, kể cả là bất động sản cũng vậy. Bất động sản ví dụ như bây giờ anh em đánh Vinhome này, những cái mã này anh em phải đánh trung hạn mới ngon, tại vì Vinhome bây giờ nó có đáy dài hạn rồi, luật đất đai sửa đổi mà ra là Vinhome nó tạo đáy dài hạn luôn đó. Thậm chí những cái mã như Phát Đạt hay là những cái mã như Novaland, anh em thấy Novaland nó về biên dưới là nó bật lên lại liền. Bản chất Novaland là nó chưa có vào sóng hay là nó cũng không phải gọi là chạy gì đâu anh em, tại vì chẳng qua là nó về biên dưới xong rồi tiền nó vô nó bật lên nó phục hồi thôi, chứ không phải là nó chạy hay gì hết. Còn như con Novaland này ngày mai anh em là thấy nó xìu xìu xuống lại, nó chưa có lên lại được liền, tại vì bất động sản cái con Leader phải là con Phát Đạt hoặc thậm chí là cái con Nam Long á, thì khi mà Nam Long hoặc là Phát Đạt nó vượt qua được cái đỉnh này của nó thì những cái mã cổ phiếu bất động sản khác nó mới đi lên được. Ví dụ như con Đít bây giờ Phát Đạt và Nam Long nó vượt đỉnh đi thì con Đít nó sẽ lên lại đỉnh cũ đúng không, sale nó sẽ lên lại đỉnh cũ đó, rồi đất xanh nó sẽ lên lại đỉnh cũ, tại vì những cái con này em nói mọi người là gì, nó nằm ở giữa đúng không, những cái con mà nó nằm ở giữa thì khi mà nó nổ lên là nó lên được tới đỉnh cũ thôi, còn những cái con mà nó nằm ở biên trên đó, ví dụ như là Phát Đạt hay là ví dụ như Nam Long đó, nó mà nổ cái là nó vượt đỉnh, thì những cái con như mà Nam Long với Phát Đạt nó vượt đỉnh đó, bất động sản chạy mới được. Còn những cái con như Novaland cho dù anh em thấy ngày hôm nay nó nổ lên đúng không, nhưng mà bất động sản chạy không được bao nhiêu hết, bất động sản chạy không được bao nhiêu hết, tại vì đơn giản con Novaland là cái con nó nổ ở dưới nó nổ lên, nó chỉ là phục hồi thôi chứ không phải là nó vào sóng. Còn nếu mà muốn bất động sản mà vào sóng đó, là Phát Đạt với lại Nam Long phải vượt đỉnh, hai con này phải vượt đỉnh thì bất động sản nó sẽ vô sóng, thì lúc đó anh em sẽ thấy nhóm bất động sản nó chạy âm 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 âm. Còn bây giờ Novaland nó chạy như vậy nhưng mà anh em thấy tiền nó vô rất là yếu đúng không, nó không có chạy được nhiều, nó mỗi mã nó chỉ chạy được hơn 1% chút xíu thôi, bất động sản á, có đứt nó chạy được 200%, còn nhiều là chỉ tăng được đâu đó là loanh quanh 100 mấy%, thì chứng tỏ rằng là Novaland nó nổ từ dưới nó nổ lên nhưng mà nó không có được cái sự lan tỏa, cái sự lan tỏa nó phải đến từ cái con Leader là cái con Phát Đạt với lại cái con Nam Long, thì đó mới gọi là cái sự lan tỏa ha. Ngày hôm nay thì có một số cái thông tin liên quan tới những cái câu chuyện như là bắt bớ ở liên quan gì đó ngoài Bắc Ninh hay gì đó, thì nó có ảnh hưởng một chút xíu tới nhóm cổ phiếu khu công nghiệp ở phía Bắc, ví dụ như là KBC, nhưng mà nhìn chung là em thấy KBC vẫn tương đối ổn khi mà hôm nay có một cái nhịp đánh sàn. Thì buổi sáng thì em bận quá thư chứ không thôi mà buổi sáng em mà thấy con này sàn là bắt liền, tại vì nó đạp xuống là nó ngay hỗ trợ luôn, theo Ichimoku đạp xuống là ngay giao găm ngay mây dày luôn đó, ngay giao găm ngay mây dày luôn, ngay hỗ trợ tuần luôn, thì con này bắt vô kiểu gì cũng rất là khó chết. Anh em mà bắt giá sàn KBC anh em cứ yên tâm, không chết được, không chết được đâu, bắt giá sàn KBC ngày hôm nay chắc chắn là không chết được. À, thậm chí nó có thể nó sẽ tích lũy lại đây, nó chưa nó lên thì nó chưa lên được ngay nhưng mà nó sẽ tái tích lũy lại và sau đó nó sẽ từ từ nó sẽ đi lên lại, có thể đây sẽ là cái nhịp quét của KBC, nó chỉ mượn cái thông tin này nó test lại cái đáy số 2 thôi. Nhiều mã cổ phiếu khu công nghiệp cũng vậy, nó mượn cái thông tin xấu, nó mượn cái việc mà đạp mạnh KBC thì những cái mã cổ phiếu khu công nghiệp khác cũng đạp theo, ví dụ như VGC này đạp lại test lại cái đáy số 2 này đúng không, hay là SJC cũng mượn cớ để đạp ngược trở lại này, hay là GVR cũng vậy này đó, hay là IDC ngày hôm nay em cũng không để IDC này đạp ngược, nhưng mà những cái mã cổ phiếu này không có vol đạp nhưng mà thanh khoản bán nó không có, chỉ có KBC là bị ảnh hưởng nhiều thì vol nó nổ ra thôi. Thì thường thường mà vol bán mà nó nổ ra lớn như thế này thì nó sẽ tích lũy lại rồi sau đó nó mới đi lên được, còn cái câu chuyện mà đi lên được liền luôn thì em nghĩ là chưa lên được liền. Nhưng mà KBC cũng là một trong những cái mã cổ phiếu em thấy khá là đẹp ha, khu công nghiệp cũng khá là đẹp, cho nên là anh em nào mà bắt được KBC ngày hôm nay thì được yên tâm, không chết được đâu, cứ yên tâm đi đó. Thì đó là về KBC ha, nói cho mọi người yên tâm. Đó, thì về thị trường thì anh em cứ follow theo kế hoạch thôi, dư địa tăng có thể là còn tới hết tuần này, thì mình tận dụng cái nhịp ngắn này để mình có thể là mình ôm mình đánh, còn nếu như mà trước Tết mà nó đẹp đẹp thì mình có thể mình ôm qua Tết luôn cũng không sao hết ha. Nhưng mà kiểu gì khi mà thị trường nó chạm lên lại cái vùng 1205 hoặc thậm chí á, anh em chú ý cái vùng này nha, 1205 á là cái vùng kháng cự rất là cứng, đây là vùng kháng cự khung đồ thị tuần nha, đây là kháng cự của khung đồ thị tuần, là cái vùng kháng cự trung hạn, đây là một cái vùng kháng cự cực kỳ cứng, cho nên nó sẽ có những cái trường hợp như sau. Một á, kéo lên đúng tới đây đúng không, rồi nó chỉnh là chuyện bình thường đúng không, là bình thường kéo lên đúng kháng cự xong chỉnh là bình thường. Nhưng có một cái rất là khó chịu nha, nó có thể nó sẽ chơi theo cái kiểu giống như là kéo vượt qua cái cản này luôn, có thể là 1205 đúng không, kéo vượt qua lên 1210 mười mấy 122 mấy gì đó, có thể là kéo vượt qua. Nhưng mà anh em lưu ý là kéo vượt qua không đồng nghĩa với cái việc là chính thức vượt cản nha, kéo vượt qua sau đó có thể nó mới quay đầu nó chỉnh lại, anh em phải cực kỳ chú ý cái điểm này cho em, tại vì đây là một cái vùng cản rất là cứng nha anh em, để em nhắc lại nha, vùng cản cực kỳ cứng luôn, cho nên khi mà kéo lên á chưa thể nào vượt qua được ngay, cho dù nó có kéo vượt qua nhưng mà nó sẽ quay về nó test lại hoặc thậm chí nó sẽ điều chỉnh trở lại dưới 1200. Cho nên cho dù nó có kéo vượt qua 1200, anh em tốt nhất là không nên FOMO. Chúng ta mua cái gì á thì cho nó mua khi mà nó nằm ở dưới này,
hoặc mua trong cái phiên giao dịch ngày hôm nay hoặc là ngày mai tiếp có những cái nhịp rung lắc ở trong phiên là chúng ta mua, để khi mà nó kéo lên 1.200 hoặc là kéo vượt qua 1.205 đúng không, kéo lên 1.20 mấy, 1.22 mấy à, thì chúng ta sẽ lấy hàng ra để chúng ta chốt lời, chứ không phải là ở dưới đây chúng ta không dám mua, xong rồi thấy nó kéo vượt 1.200 bắt đầu là thấy ai cũng ui vượt cản rồi, vượt cản rồi, thị trường nó vô sóng rồi, vượt cản rồi, cản cứng mà nó vượt luôn rồi, anh em bắt đầu FOMO mua theo là có khi là chết à, có khi lúc đó nó quay đầu nó chỉnh lại là chết ha. Cho nên là chú ý cho em nhắc mọi người như vậy, tại vì đó là một cái cản rất là cứng, không thể nào mà vượt qua trong lần đầu tiên được, nó phải test đi test lại, thậm chí là vượt hai lần ba lần thì nó mới có thể là nó mới chính thức nó vượt được cái vùng cản đó ha. Cho nên anh em lưu ý về cái vấn đề đó. À, ngày hôm nay thì em cũng có khuyến nghị mọi người là mua hai con thép đúng không, Hòa Phát này với lại là Hoa Sen. Hoa Sen thì đợt trước là có khuyến nghị mọi người mua rồi vào ngày 17 tháng 1, ngày 17 tháng 1 là có khuyến nghị mọi người vô Hoa Sen rồi à, thì hôm nay là chỉ gia tăng thôi, hôm nay là gia tăng Hoa Sen thôi. À, rồi à, về cuối phiên thì có khuyến nghị mọi người mua SSI trở lại quanh cái vùng 33.65 33.7, thì hiện tại thì SSI cuối phiên nó cũng đóng đến tại cái mức là 33.95, tạm thời là cũng ổn à, thì đối với SSI thì cái điểm hiện tại anh em vẫn có thể mua được nha, cái điểm hiện cái điểm ngay cái điểm này nè, ngày mai anh em vẫn lấy được, ngày mai anh em vẫn mua được con SSI. VND quanh vùng này anh em vẫn mua được, ECI vùng này là anh em vẫn mua được nè, vẫn đang nằm ngay cái nền tích lũy nè, đẹp nhất là anh em mua được cái nhịp nhúng của nó xuống đây nè, là quá tuyệt vời trong cái phiên hôm nay nè, nhưng mà nó nằm đây thì vẫn mua được. VCI thì nó cũng lắp gáp rồi à, nó lắp lại cái gáp nhỏ ở đây rồi thì em thấy là cũng khá là ổn, thì VCI hoàn toàn có khả năng nó sẽ có một cái nhịp đánh ngắn lên lại cái vùng ở trên này, lên quanh 44 hay gì đó, 44 chấm ít gì đó, thì em nghĩ là có khả năng là VCI nó sẽ đánh lại trên đó. Thì em nghĩ là trong tuần này thì sẽ có một hai phiên là nhóm chứng khoán nó sẽ chạy thôi, ít nhất phải có một phiên là nhóm chứng khoán nó sẽ chạy ha, bất động sản rồi thép mid cap rồi nó cũng chạy tương đối rồi, thì có thể là chứng khoán nó chưa lên, thì em nghĩ là chứng khoán nó có thể là sẽ có một phiên hai phiên gì đó nó sẽ lên ha. Rồi những cái nhóm ngành khác ví dụ như là xuất khẩu bao gồm cảng biển nè, ví dụ như Gemadep nè, anh em chú ý nè, những cái con như Gemadep nào mà nó giảm điểm với thanh khoản thấp như thế này là anh em vẫn có thể tự tin lấy vị thế được, tại vì những cái mã cổ phiếu này kiểu gì nó cũng sẽ có hồi. Còn ví dụ như ngày mai 2 4 6 8 9 ngày mai như Gemadep nó sẽ có khách sạn hút giá lên nè, anh em có thể là canh tận dụng nhịp này đánh nhịp hồi đối với Gemadep cũng được nè. VOS nè đang ngay hỗ trợ nè, mua mấy con này nó an toàn tại vì nó nằm gần hỗ trợ, nó chưa có tăng nhiều, nó còn đang nằm trong nền tích lũy. Thay vì anh em đu những cái con cổ phiếu ngân hàng đúng không, nó đang có những cái dấu hiệu là muốn tạo phân kỳ, thì anh em hạn chế đu những cái mã cổ phiếu này, vol nó trên này nó rất là lớn nha, vol trên này rất là lớn, những cái mã cổ phiếu này nó cứ tăng liên tiếp mà nó không tích lũy hoặc là nó không rũ, nó không điều chỉnh xuống á, thì em nói với anh em kiểu gì nó cũng sẽ có một cái nhịp chỉnh rất là mạnh xuống, thì chúng ta chờ cái nhịp chỉnh mạnh nó để chúng ta vô chúng ta mua nó sẽ hay hơn rất là nhiều, thay vì là anh em đi đu những cái mã cổ phiếu như thế này. Thì thay vì đu những cái mã cổ phiếu như thế này thì anh em mua những cái mã cổ phiếu mid cap mà nó còn nằm ngay nền á, nó sẽ hợp lý hơn, ví dụ như VOS em thấy rất là ok. Ủa, em có HAH, HAH thì chưa, nhưng mà HAH có hàng thì anh em vẫn nắm được nè. Rồi thủy sản thôi, Vĩnh Hoàng này. Đấy, Vĩnh Hoàng này, test lại gáp nè, đúng không? Test lại gáp này, em còn vẽ mũi tên nè, test lại gáp là có thể canh mua được nè. ANV nè, đang quay về test lại cái đáy số 2. Thì những cái mã cổ phiếu thủy sản như thế này, một là anh em có thể là mua thăm dò khi mà nó test lại với thằng khoảng thấp. Hai là phải đợi nó vượt lên hẳn luôn. Ví dụ như ANV là phải đợi nó vượt lên 31 là anh em mua được. Đợi nó vượt qua 31 là vô được. Đó. Hoặc là Vĩnh Hoàng thì nó nằm trên hỗ trợ thì anh em có thể lấy vị thế được khi mà nó test lại. Đó. Hoặc là ví dụ như những cái mã cổ phiếu như VND là anh em thấy nè, vùng này anh em vẫn có thể lấy vị thế được, hoặc chờ nó vượt qua hẳn 22.2 là anh em vô. Tại vì khung H1 này nó còn hai con dao găm ở đây rất là dày. Thì anh em thấy mà có một cái phiên nào đó dòng tiền nó đổ vô, nó làm cho VND vượt qua cái vùng 22.2 là anh em nhảy vô anh em mua liền. Đó, nó vượt qua 22.2 là lúc đó anh em nhảy vô anh em mua liền, hoặc là anh em có thể là lấy vị thế ở đây. Lấy vị thế ở đây một phần, chia tiền ra làm 3 phần, lấy vị thế đây một phần. Đợi nó vượt lên 22.2, vô thêm phần thứ hai, test lại dao găm, vô phần thứ ba là xong. Đó, thì cái đó là ba phần, cái đó em chỉ mọi người rồi đúng không? Thì đó là về nhóm cổ phiếu chứng khoán. Còn về nhóm cổ phiếu bất động sản thì em nghĩ rằng là ngày hôm nay có Novaland nó nổ lên, tuy nhiên là những cái mặt cổ phiếu bất động sản khác về cuối phiên nó cũng không có tăng được quá nhiều, cho nên em nghĩ rằng là nó cũng chưa có lên được liền đâu, kiểu gì bất động sản nó cũng sẽ có những cái nhịp test lại, thì nhịp này em sẽ chú ý phát đạt ha, nhịp này em sẽ đánh phát đạt rồi đánh sell. Room em hiện tại vẫn còn đang nắm sell với lại là đất xanh, thì vẫn sẽ tiếp tục follow hai mã này và follow thêm một cái mã mới, đó chính là phát đạt. À, tại vì đất xanh là mua đi theo nó từ cái lúc mà nó phát hành thêm tới giờ, là nó phát hành thêm tới giờ là room em theo con đất xanh ăn cũng được mấy vòng, ăn rất là nhiều, ăn phát hành thêm rồi ăn cũng được mấy vòng, HCM cũng ăn được phát hành thêm rồi ăn cũng được lợi nhuận mười mấy phần trăm, khá là tốt. À, cho nên là đợt năm nay anh em thấy con nào phát hành thêm là con nó ngon, đặc biệt là chứng khoán kể cả bất động sản cũng vậy, phát hành thêm là ok. Ví dụ như sắp tới phát đạt em nghĩ là nó cũng sẽ phát hành thêm, hay là DIG có thể nó cũng sẽ phát hành thêm, hoặc thậm chí những cái con như CEO thì phát hành rồi, đất xanh rồi đúng không, thì có thể sau đó có thể là sẽ có những cái mã cổ phiếu khác, ví dụ như là HDC chẳng hạn, kiểu kiểu vậy, mấy con nào mà vốn hóa nó còn thấp á,
thì có thể nó sẽ tiếp tục phát hành thêm, hoặc là nó có những cái dự án mới trong năm nay mà cần phát triển á. Với lại là năm nay người ta đa phần ai cũng kỳ vọng, doanh nghiệp nào cũng kỳ vọng là thị trường chứng khoán nó sẽ tốt. Bằng chứng là anh em chỉ cần anh em thấy là các công ty chứng khoán người ta ồ ạt phát hành thêm là anh em biết rằng là các công ty chứng khoán kỳ vọng thị trường năm nay sẽ rất là tốt, thậm chí là người ta kỳ vọng thị trường năm nay sẽ có sóng lớn, sẽ có đại sóng, cho nên là mới bắt đầu phát hành thêm để phục vụ cho cái việc mà thị trường nó tăng điểm. Tại vì các công ty chứng khoán phát hành thêm á để làm cái gì anh em, để tăng cái tỷ lệ cho vay margin lên, tăng cái vốn hóa lên, từ đó tăng cái tỷ lệ cho vay margin lên đó. Thì các công ty chứng khoán là chuẩn bị cho cái điều đó, và cái yếu tố quan trọng để giúp cho một cái cuộc phát hành thêm nó thành công đó chính là do thị trường chung nó tốt. Thị trường chung mà nó tốt là phát hành thêm cỡ nào cũng thành công đó. Cho nên là anh em thấy các công ty chứng khoán ồ ạt phát hành thêm, đó là cái tín hiệu cho thấy rằng là các công ty chứng khoán kỳ vọng năm nay sẽ là một cái năm tốt cho thị trường chứng khoán. Cho nên năm nay mà anh em thấy con chứng khoán nào phát hành thêm anh em cứ chơi tới cho em, đừng có sợ. Chứng khoán mà phát hành thêm là càng phải chơi đó. Bất động sản có thể là con chơi con không, nhưng mà chứng khoán mà phát hành thêm là phải chơi đó. Ok ha anh em. Đó, thì đó là về cái câu chuyện phát hành thêm. Đó, thì anh em có thể là đoạn này tập trung mid cap thôi ha, tập trung mid cap đoạn này thôi. Còn ngân hàng thì chỉnh xuống là có thể là em sẽ khuyến nghị mọi người vô, còn ngân hàng mà nó chưa chỉnh thì cũng chưa vô đâu. Hoặc là anh em mà thích những cái con ngân hàng thì anh em đừng đánh mấy con ngân hàng đã tăng nóng, ví dụ như ACB, MBB, CTG, BID thì đừng có vô những cái con đó, vô những cái con ví dụ như Tiên Phong này, nó đang tạo một cái nền tích lũy số 2 này, thì những cái mã cổ phiếu này anh em yên tâm là kiểu gì nó cũng sẽ lên lại đỉnh cũ. Đó, nó cũng kiểu gì nó cũng sẽ lên lại cái đỉnh cũ ở trên này. Hoặc là ví dụ như SHB này. Hoặc là ví dụ như EIB này. Đó, anh em vô là anh em vô mấy con này, tại vì nó gần nền tích lũy, nó gần hỗ trợ, nó chưa tăng nhiều. Thì chứ đừng có vô những cái con mà đã tăng dựng đứng lên, thì vô những cái con đó có thể anh em sẽ bị dính chỉnh ngắn hạn. Chết thì không chết đâu, nhưng mà vô thì có thể là dính chỉnh ngắn hạn, xong rồi nó mới đi lên tiếp. Thì mình bị kiểu giống như là mình bị mất thời gian ở cái chỗ là nó điều chỉnh thôi, hoặc là nó sẽ tích lũy lại thôi. Tại vì thường thường những cái mã cổ phiếu mà nó tăng dựng đứng lên như vậy nó sẽ tích lũy lại, hoặc là nó sẽ điều chỉnh rất là lâu, có thể là mất tầm khoảng vài tuần là bình thường. Cho nên anh em mà vô đúng cái đoạn đó thì anh em sẽ chờ nó tích lũy rất là lâu, mất mất thời gian. Cho nên là tốt nhất cứ chờ nó chỉnh đi rồi mình hãy vô. Còn không thích ngân hàng thì cứ vô mấy cái con như em nói là EIB, Tiên Phong rồi SHB rồi, hay là MSB đó, mấy con này nó chỉ mới lên thôi và nó đang tạo cái nền tích lũy số 2, thì anh em có thể là vô mấy cái con này thì được. Còn những cái con kia thì phải đợi nó chỉnh ha. Rồi đoạn này thì ngày mai đó thì nãy em nói là chứng khoán, nó cứ tập trung cho em chứng khoán thôi. SHS, SHS vùng này anh em vẫn lấy vị thế được nè. CTS nè, vùng này vẫn lấy vị thế được nè. SSI lấy vị thế được nè. VDD lấy vị thế được nè. VCI lấy vị thế được nè. Đó, anh em có thể là lấy vị thế vào ngày mai ha. Giải ngân từng phần thôi, đừng có chơi cái kiểu all in là được. Rồi bất động sản thì phát đạt ngày mai nó test lại là lấy vị thế được. Ngày mai phát đạt test lại tầm 27.8 là chắc em cũng vô lấy vị thế phát đạt luôn. Vô lấy vị thế phát đạt. Sale thì hàng thì vẫn đang nắm giữ thôi. Sale thì chắc em nghĩ là phải đợi nó vượt lên lại, đợi nó vượt lên lại phía trên rồi lúc đó mình sẽ tính tính tiếp. Hoặc là ví dụ như mà ngày mai sell mà giữ nằm trên được 22.1 đây nè, thì mình cũng có thể mình lấy vị thế được đối với sell ha. Đó, anh em thấy trong khung H1 này đang bắt đầu vượt mây nè, đúng không, vượt giao găm rồi nè, cũng đang bắt đầu thoáng dần rồi. Đất xanh thì chưa vượt giao găm ha, đất xanh thì phải đợi nó vượt 19.3. đất xanh vượt 19.3 là anh em vô được. DG nó giống phát đạt nè. Đó, thì ngày mai mà DG mà nó chỉ cần nó test lại đâu đó tầm khoảng 27 anh em vẫn lấy vị thế được. Đó, đích mà test lại 27 anh em lấy vị thế được ha, test lại với thanh khoản thấp nha. Đó, thì đó là về chứng khoán. Rồi thép, thép thì em sợ mai mua thì nó cũng không kịp, tại vì bản chất ngày hôm nay á như hoa sen nó nổ lên cái cây thứ hai, nhưng mà nó vẫn là nổ trong nền. Có một cái điểm trừ nha, cái cây này cũng là cây nổ đúng không, cũng là nổ trong nền, nổ trong nền xong nó té lại. Hoa sen cái cây này là cái cây nổ thứ hai, nó cũng nổ trong nền, nó không vượt qua được cái nền tích lũy của nó. Thì anh em mà cứ canh mà muốn mua hoa sen á thì canh mấy cái nhịp mà nó té lại thì anh em mua nó sẽ hay hơn, chứ đừng có nên mua đuổi. Tại vì hoa sen nó cũng gần cản rồi, chứ không phải là nó xa cản đâu. Cái cản của nó cũng quanh 24 rồi, hay là Nam Kim cái cản của nó cũng quanh 26 rồi. Cho nên là nếu mà có những cái nhịp test lại 22 chấm mấy anh em mà không mua được, test lại tầm 22 chấm ít anh em không mua được á thì chắc cũng nên thôi. Chắc cũng nên thôi, chắc cũng không nên mua đuổi theo những cái nhóm này nữa ha, thép á. Tại vì cản tuần nó sắp tới rồi, hoa sen cản tuần 24 nè. Nam Kim cản tuần là 26, Hòa Phát thì nó đang mâm me nhăm nhe là muốn vừa cản tuần. Thì nhưng mà mình phải đợi đóng đến tuần thì mình mới xác nhận chính xác là Hòa Phát nó có vừa cản tuần hay không. Nhưng cái điểm tích cực là tiền vô nhóm thép rất là tốt, đặc biệt là tiền vô Hòa Phát. Hôm nay tiền nó vô Hòa Phát rất là tốt, không không phủ nhận cái điều đó. Thì Hòa Phát là anh em vẫn có thể canh những cái nhịp test lại là lấy vị thế được, tại vì nhìn chung nhóm thép vẫn là cái nhóm em muốn đánh trung hạn hơn. Tại vì giá thép thế giới năm nay nó vẫn sẽ còn tiếp tục đi lên nha anh em. Nền kinh tế phục hồi, xây dựng rồi bất động sản bắt đầu tạo đáy nó phục hồi là giá thép nó sẽ còn đi lên nữa. Đặc biệt là xuất khẩu sắt thép nữa. Nền kinh tế thế giới phục hồi thì xuất khẩu sắt thép cũng sẽ là một trong những cái nhóm ngành rất là hot, đặc biệt đó chính là Nam Kim rồi Hòa Phát rồi đó, rồi Hoa Sen.
hay là ví dụ như VGS đấy, VGS anh em nào không mua được hoa sen nam kim thì đừng quên VGS nha. VGS là mã này có thể là mua được quanh vùng giá hiện tại ngày mai mà nó test lại với thanh khoản thấp quanh quanh là 22.5 22.7 anh em vẫn có thể lấy vị thế được. Đừng quên con VGS, con này nó cũng phiêu lắm. Con này cũng là một trong những cái mã cổ phiếu tích lũy ở biên trên nha, chứ nó không phải tích lũy ở giữa đâu, con này tích lũy ở trên đó. Con này khá là đẹp ha anh em. Đợt trước có nói mọi người nó nổ lên cây này đúng không? Xong nó sẽ có một cái nhịp test lại đáy hai xong rồi nó mới đi lên tiếp. Thì đoạn này anh em thấy nó bắt đầu nó đi lên được trở lại nè. Khung H1 bắt đầu đẹp nè. Khung 4H, khung H4 cũng bắt đầu đẹp dần nè. Thì anh em có thể là vô lấy vị thế được trong những cái nhịp mà nó test lại. Thì đó là về nhóm thép. Ở đoạn này anh em cứ tập trung cho em ba nhóm chính thôi. Bất động sản chứng thép. Đó, bất động sản chứng thép, còn ngân hàng á, ví dụ như mấy mã như ACB, CTG, MBB, BID chỉnh thì vô. Còn không thì cứ tập trung cho em mấy con như Tiên Phong, EIB, MHB rồi SHB thôi. Mấy con đó nó chưa tăng nhiều thì đánh ngân hàng thì đánh mấy con đó, còn không thì cứ ba nhóm ngành bất động sản chứng thép đoạn này cho em. Đó. Còn đầu tư công thì đoạn này thì chắc em cũng chưa quan tâm lại đâu, tại vì nhìn chung nó cũng còn cản tương đối nhiều. Nếu mà có đầu tư công thì chắc anh em chỉ quan tâm tới mấy con như KHB hoặc là HHV thôi, nhưng mà nhìn chung em thấy cũng nó cũng không có điểm mua à, nó cũng không có điểm mua. Rồi khu công nghiệp đoạn này thì em đang nắm khu công nghiệp đoạn này thì em đang nắm VGC ha, thì em sẽ tiếp tục follow con VGC để tìm kiếm những cái điểm mua gia tăng hoặc thậm chí là những cái nhịp test lại như thế này anh em vẫn có thể là mua được VGC nè. Tại vì con VGC á nó được cái là nó gần hỗ trợ, nó có hai cái cong giao găm ở dưới này, ví dụ như anh em mua quanh cái vùng 51 này đi đúng không, 51 chấm ít này đi, thì cho dù nó có thủng 49 anh em chỉ lỗ tầm khoảng 5% 4 chấm mấy phần trăm thôi, mà mình không cần thiết là mình phải đợi nó thủng 49, mình nó thủng 50 thôi là mình đã phải hạ tỷ trọng rồi. Thì từ 51.6 mà nó về tầm khoảng 50 thôi là nó chỉ có 3% thôi em, là mình đã hạ tỷ trọng rồi. Có nghĩa là anh em mua gần hỗ trợ hoặc là mua trong những cái nhịp test lại nó rất là an toàn, đặc biệt nó test lại với thanh khoản rất là thấp luôn, là mà một trong những cái mã cổ phiếu test lại với thanh khoản thấp như VGC mà nó gần hỗ trợ như thế này á, là em thấy là rất là đẹp để mua, rất là đẹp để lấy vị thế. Tại vì mình mua là theo đúng chiến lược là gần hỗ trợ, mua gần hỗ trợ bị được cái là cái gì anh em, là khi mà có vi phạm cắt lỗ không có nhiều, không bao giờ vượt quá 5%, thậm chí tới 3% thôi, thậm chí có 3% thôi. Thậm chí khi mà em nói với anh chị là cái gì, anh em mua gần hỗ trợ cứng đúng không, nó mà xuyên thủng xuống hỗ trợ như thế này á, nó mà xuyên thủng xuống nha, kiểu gì nó cũng sẽ có một cái nhịp bull lên test lại hỗ trợ cho anh em thoát hàng ra. Anh em không bao giờ anh em lỗ nặng được khi mà anh em mua những cái mặt cổ phiếu như VGC này đó. Còn nếu mà mua đúng á là anh em sẽ có được những cái vị thế cực kỳ tốt luôn, đánh sóng trung hạn luôn. Đó là cái lợi thế của cái việc mua gần hỗ trợ, mua gần nền tích lũy, nó là như vậy. Cho nên những cái mặt cổ phiếu này anh em vẫn có thể chú ý được. Còn KBC thì em nghĩ là phải đợi vài phiên nữa cho thanh khoản nó siết lại, nó siết cái thanh khoản lại, cái áp lực bán á, mình thấy nó giảm bớt, nó siết cái thanh khoản lại thì lúc đó mình mới nên vô. Còn không thì đoạn này cứ VGC rồi SJC rồi IDC thôi. Thì những cái con này là những cái con anh em nên chú ý thôi. Còn những cái con như KBC thì nó đang có những cái liên quan tới thông tin thì chắc mình nên đợi vài phiên xem nó như thế nào ha, đợi vài phiên xem nó như thế nào. Đó, rồi một vài mã cổ phiếu bên VN30 ví dụ như là Masan em thấy là vẫn ok. Masan mà test lại với thanh khoản thấp ha. Test lại với thanh khoản thấp hơn chút xíu nữa thì mình có thể mình vô được, hay là Vinhome. Đấy, test lại với thanh khoản thấp nè, anh em vẫn có thể lấy vị thế Vinhome được nè nếu anh em thích. Hay là Gas. Đấy, Gas thì em nghĩ là vùng này Gas sẽ tạo đáy dài hạn ha. Gas vùng này là nó sẽ tạo đáy dài hạn cho nên là anh em vẫn có thể là tham khảo được, tại vì đây là cái vùng hỗ trợ tháng của con Gas. Ví dụ như anh em mua ở đây thì anh em đặt cắt lỗ là 72 thôi, không có gì hết, đặt cắt lỗ là 73 cũng được, không có bao nhiêu hết. Có nghĩa là mua ở đây đúng không, xong đặt cắt lỗ là cái đáy cũ này thôi, lỗ tầm khoảng 3%, lỗ tầm khoảng 3%. Mình đánh đổi cái gì, mình đánh cược cái gì, mình đánh cược đây chính là cái đáy dài hạn của con gái à, và em nghĩ đây là cái đáy dài hạn của con gái rồi anh em. Con gái có đáy dài hạn rồi và bắt đầu nó sẽ cái quá trình của nó là nó sẽ phục hồi đi lên từ từ ha. Em vẽ cái mũi tên tượng trưng như vậy thôi, nhưng mà cái quá trình phục hồi của nó đi lên tất nhiên là nó lên, nó chỉnh, nó lên, nó chỉnh, nó lên, nó chỉnh đó. Nhưng mà đây sẽ là cái đáy dài hạn của con gái, anh em có thể là quan tâm được, dành cho những anh em nào tiền lớn, vốn lớn rồi thích đánh những cái mã cổ phiếu lớn mà đánh kiểu trung hạn dài hạn mà có tiềm năng trong tương lai á, thì anh em vô mấy con này nó được, vừa được ăn cái đáy dài hạn của nó đúng không, vô đáy dài hạn của nó mà còn được vừa ăn cổ tức luôn đó. Mấy con này là hợp lý luôn, ăn cổ tức cổ phiếu bằng tiền nè. Anh em thấy năm ngoái nó chia nè, 2023 chia cổ tức bằng tiền mặt là 4.000 nè đúng không, chia cổ tức bằng cổ phiếu 20% là quá ngon luôn. Em nói thật, con này là đầu tư trung dài hạn là tuyệt vời luôn, tuyệt vời luôn, vừa ăn cổ tức rồi vừa ăn cái đáy dài hạn của nó, cái này là cái đáy dài hạn của nó luôn đó. Là bây giờ nó chỉ có lên chỉnh, lên chỉnh, lên chỉnh, lên chỉnh, nó có nghĩa là bây giờ nó chỉ có đi lên thôi đó, nó chỉ có đi lên thôi. Và anh em mua con này thì anh em sẽ vừa có lãi về mặt giá cổ phiếu, vừa có lãi về mặt cổ tức luôn đó. Ok, con gác này thì quá tuyệt vời rồi, anh em có thể tham khảo được ha đó. Thì đó là về thị trường cũng như là các cái nhóm ngành các mã cổ phiếu thôi.
Đó, thì anh em chú ý hàng ngày mai mà có những cái nhịp rung lắc ở trong phiên thì anh em cứ tập trung những cái nhóm mid cap, mua lấy vị thế hoặc là mua gia tăng. Anh em có hàng sẵn thì mua gia tăng vô là ok. Thị trường mình có thể là tăng được hết tuần này, tăng được hết tuần này thì qua tuần sau bắt đầu nó có khách sạn thì nó bắt đầu nó mới muốn chỉnh thì nó chỉnh trong tuần sau, còn tuần này thì chắc em nghĩ là thị trường nó chưa chỉnh đâu. Ok, thì đó là về thị trường, anh em yên tâm ha, mình có thể tận dụng cái nhịp này mình đánh ngắn mình kiếm ít tiền cũng được đấy. Rồi, cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã theo dõi hết cái video này. Hẹn gặp mọi người trong những cái video tiếp theo. Bye bye mọi người, hẹn gặp mọi người sau nha. Chúc mọi người có một cái buổi chiều tốt lành cũng như có một cái buổi tối ngon miệng. Có gì thì cứ nhắn tin với em qua số Zalo trên màn hình 0866088044 để em có thể là hỗ trợ cho mọi người tốt hơn. Anh em nào mà có nhu cầu tìm một cái người tư vấn, một cái người đồng hành trên thị trường hoặc là muốn đăng ký tham gia vào trong Zalo khách hàng của em Tính để nhận những cái tín hiệu mua giống như thế này, nhận những cái tín hiệu mua giống như thế này, cụ thể giống như thế này, thì cứ liên hệ với em ha. Điều kiện chỉ cần là anh em giao dịch ở bên VPS với ID của em là được, hoặc là nếu anh em không giao dịch ở bên VPS được thì em sẽ có hình thức thu phí, thì có gì thì anh em cứ nhắn tin riêng với em sẽ trao đổi với mọi người về hình thức thu phí. Ok, thì nói chung là anh em phù hợp với hình thức nào thì chúng ta sẽ trao đổi với nhau và làm việc với nhau theo hình thức đó thôi. Em cũng mong là chúng ta sẽ sớm đồng hành với nhau trên thị trường chứng khoán để cùng nhau tìm kiếm thật là nhiều lợi nhuận trong giai đoạn sắp tới, tại vì giai đoạn sắp tới sẽ là một cái con đại sóng. Em vẫn sẽ giữ nguyên cái góc nhìn của mình như cũ luôn, là sắp tới thị trường nó sẽ có sóng trung hạn. Cái này em nói mọi người rồi đúng không? Nếu anh em nào nhớ, sóng trung hạn 3 4 tháng, thậm chí là 5 6 tháng. Nhưng mà chắc em nghĩ là với tình hình này thì chắc 3 4 tháng thôi, tại vì tới tháng 4, tầm khoảng tháng 4 tháng 5 gì đó là thị trường bắt đầu nó sẽ đi qua cái vùng nguy hiểm. Cho nên em nghĩ là thị trường bắt đầu sẽ có sóng trung hạn 2 3 tháng, 3 4 tháng gì đó. Thì anh em chúng ta có thể là đồng hành với nhau để có thể là tìm kiếm những cái khoản lợi nhuận trong cái con sóng này, hoặc thậm chí là đại sóng 2024, 2025. Đó, em mong là chúng ta sẽ sớm đồng hành với nhau. Ok, một lần nữa cảm ơn cả nhà mình rất nhiều, tạm biệt mọi người. Có gì cứ liên hệ với số Zalo của em là được ha.